Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với một cái video về bài 16 tính tổng SN bằng 1 cộng cho 1 nhân 2 cộng 1 nhân 3. 2 nhân 3 cộng 1 chấm chấm nhỏ cộng cho 1 nhân 2 nhân 3 nhân cho nên SN. Thì các bạn có thể nhìn lại một chút về cái tổng SN này. Đấy, ở đây 1 cộng 1 tức là 1 giải thừa. 2 1 x 2 tức là 2 giải thừa và 1 x 2 x 3 tức là 3 giải thừa. Và cộng chấm chấm cho đến 1 x 2 chấm 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 n. Đây n này chính là cái cả cái cụm này chính là n giải thừa. Đấy. Và với n là cái số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím. Thì mình sẽ giải quyết cái bài tập này như sau. Thì đầu tiên như các bài khác thì mình cũng đều khai báo cái thư viện cho nó. stdio.h và mát đúng không Rồi, sau khi khai báo xong tiếng Việt thì ta khai báo cái hàm main cho nó. Rồi, tiếp theo thì ta khai báo một số cái biến cần đến N. Rồi, nó sẽ là mình khai báo một cái biến P. Biến P là dùng để lưu những cái giá trị. Mình khai báo cho nó bằng 1. Thì P ở đây này, mình sẽ giải thích vì sao ở cái bên P này. P này chính là bằng này, chính là bằng N giải thừa. Đó, đây sẽ bằng là 1 nhân cho 2 nhân 3 nhân chấm 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 ấy. Nhân cho N đấy, tức là nó chính là bằng N, bằng N giải thừa đấy. Đấy. Rồi. Và tiếp theo thì mình cũng khai báo một cái biến nữa, S. Và mình cứ chào nó giá trị bằng 0. Và cái S này thì nó là cái tổng S, thì nó sẽ bằng S cộng cho P. Cái S này thì nó chính là bằng tổng của những cái giải thừa mình vừa tính ở ở trên ạ. Những các cái giải thừa, 1 giải thừa, 2 giải thừa, 3 giải thừa đấy, chính là tổng của những cái giải thừa đó. Cái S này thì nó tương đương với cái S này. Đấy. Ở đây thì nó tương đương với S ở trên này. Rồi. Ở đây sau khi khai báo thì mình nhập vào cái giá trị của N. Nhập N đúng không? Rồi, ok. Ở đây sẽ scan em. Ở đây sẽ là phần trăm D đúng không ạ? Rồi. Ở đây sẽ là và N đúng không ạ? Rồi. Sau đó mình cũng sử dụng một cái vòng lặp for. Và trong lặp for này thì mình khai báo một cái biến chạy y. Và khởi tạo giá trị cho nó ban đầu nó sẽ là bằng 1. Và điều kiện của nó là khi y bé hơn hoặc bằng n và ở đây là y cộng cộng thì nó sẽ thực hiện cái câu lệnh như sau. Ở đây thì mình sẽ điền một cái khối lệnh đúng không ạ? Ở trong cái vòng lặp for này thì mình sẽ thực hiện một cái khối lệnh như sau. Mình đầu tiên mình sẽ tính p. P lúc này sẽ bằng p sau y đấy. Và S lúc này sẽ bằng S cộng P. Đấy. Và sau khi đã xong cái phần tính toán những cái câu lệnh trong vòng lặp for thì ta in ra màn hình cái kết quả tính toán được. Kết quả là đúng không ạ? Đây mình đặt là phần trăm F.
Và đây là và s đúng không ạ? Rồi đây mình sẽ sử dụng một câu lệnh get để dừng cái màn hình lại cho chúng ta xem kết quả. Thì trên đây là toàn bộ cái chương trình cho cái bài tập tính tổng này. Đấy. Thì mình sẽ chạy chương trình cho các bạn xem và sẽ giải thích vì sao nó lại có kết quả như vậy. Ở đây nó đã có trên màn hình thì nó báo sẽ mình nhập n. Ở đây mình thử nhớ nhập n bằng 1 xem nha. Thì nó sẽ ra kết quả là bằng 1. Ta cùng kiểm chứng lại như thế nào. Rồi, với n bằng 1 đúng không ạ? Mn bằng 1 thì 1 sẽ thừa sẽ bằng 1 đúng không ạ? Vậy vậy là cái này đúng không ạ? Rồi, ta thử với cái bằng 2 với bằng 3 nha. Ta thử với n bằng 3. 3 đúng không ạ? Rồi, thì kết quả là 9 đúng không ạ? Ta kiểm tra lại xem nha. Ở đây với n bằng 3 thì cái chuỗi tổng n sẽ bằng 1 giải thừa, tức là bằng 1 cộng cho 2 giải thừa, tức là bằng 2, tức là bằng gì? S lúc này của chúng ta sẽ bằng S sẽ bằng 1 giải thừa đúng không ạ? Là bằng 1 cộng cho 1 nhân 2 đúng không ạ? Đúng không ạ? Sau đó sẽ cộng cho 1 nhân 2 nhân 3 đúng không ạ? Ở đây sẽ bằng 1 này cộng cho 2 cộng 3 đúng không ạ? À, 1 cộng 2 cộng 6 đúng không ạ? Đấy. Vì 1 nhân 2 nhân 3 thì bằng 6 thì đây sẽ bằng 9 đúng không ạ? Như vậy thì cái kết quả của việc tính bằng máy này và tính bằng tay thì ta thấy nó hoàn toàn giống nhau đúng không ạ? Đấy. Thì trên đây thì mình đã giải quyết được cái bài tính tổng n bằng tổng của n giải thừa đấy. 1 cộng 1 cộng 1 nhân 2 cộng 1 nhân 3 cho đến 1 nhân cho chấm 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 đến n. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video lần sau.